Con đi diệu pháp bát thiên vạn kiếp năng tam bổ ngàn kim kiếp vạn đắc hoàn trì ngự giới như lai chánh thị. A Di Đà Phật. Dạ. Kính chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên mà giảng pháp ở phòng đạo viện. Thì mục đích của cái khóa giảng này trong cái mùa mà nạn tai nạn của cả thế giới này, thì nó trùng hợp với những cái biến cố lịch sử khổ đau của các dân tộc, trong đó có dân tộc Việt Nam. Thì mọi người của tất cả mọi tôn giáo đều hướng về những cái cõi trên để mà cầu nguyện cho cái sự mà tai nạn này nó sớm được diệt trừ. Thì trong đó có Phật giáo, thì Phật giáo cũng là một cái tôn giáo mà đem cái niềm an ủi đến cho nhân loại. Thành ra tuy nói rằng Phật giáo là một cái tôn giáo đặc biệt chú trọng trí tuệ, nhưng mà cũng không có nghĩa là Phật giáo quên lãng cái phần tín ngưỡng. Thì bởi vì cho nên hôm nay chúng tôi ở đây cũng như các đạo tràng khác, có những cái đạo tràng được tổ chức lễ sám dược sư hay tụng kinh dược sư hay là tổ chức những buổi cầu nguyện, thì ở đây chúng tôi cũng không có cái phương tiện gì tổ chức những pháp hội lớn hay là tập trung đông đảo mọi người tới để cùng nhau làm một cái sự cộng tu hay cái gì. Thành ra cũng tổ chức một cái khóa giảng kinh. Thì trong các vị Phật thì tuy rằng Đức Phật nào cũng bình đẳng như nhau, các ngài đều có những cái hạnh nguyện tương đồng với nhau, nhưng mà trên cái phương diện công năng thì có Đức Phật có những cái nguyện đặc biệt như thế nào, như Đức A Di Đà 48 nguyện, Đức Bổn Sư mình là 500 nguyện, hay Đức Dược Sư là 12 nguyện, vân vân. Thì đối với lại cái hiện thực nhân sinh thì đối với những cái sự mà để mà tiêu trừ cái sự khổ đau hiển tiền, đem được cái an lạc lợi ích ngay tức khắc trong hiện đời, thì trong các vị Phật thì 12 đại nguyện của Đức Dược Sư là tương đối là thù thắng và thực tế nhất. Cho nên tất cả những cái khi mà gặp những cái tai nạn hay gì, thường thường là ngoài cái vấn đề niệm quan thế Bồ Tát hay tụng kinh vô môn cầu an ra, thì chúng ta Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Hoa thường thường tụng kinh Dược Sư, thì gọi là giảng kinh Dược Sư. Thì ở đây theo sự hiểu biết của tôi, chúng tôi thì bây giờ tôi chọn một cái bộ kinh đã được giảng giải bởi một cái vị cao tăng ở bên Đài Loan là ngài Ứng Thuận. Thì tôi cũng bắt đầu dịch quyển kinh này cũng được vài tuần, với mục đích là vừa dịch vừa học và đồng thời giảng để mà tăng gia thêm cái sự hiểu biết của mình đối với cái pháp môn dược sư này. Tuy rằng không có tín chúng hiện tiền, nhưng mà tôi hy vọng rằng những tín chúng trên online, Facebook, YouTube, nếu mà nghe được thì ít nhiều cũng hiểu được
những gì chúng tôi muốn nói và hy vọng rằng chúng ta cùng nhau học hỏi. Thì nếu quý vị có gì thắc mắc thì quý vị có thể đánh những câu hỏi trên ngay trên những cái sau những bài giảng mà tôi post online, có gì chúng ta sẽ tiếp tục giải thích và tôi hiểu thêm vấn đề để có thể mà nghiên cứu thêm, học hỏi thêm. Thì cái về kinh Việt Sư thì Việt Nam mình có rất là nhiều bản dịch, nó có lên online thì cũng tìm được vài quyển. Thì khi mà dịch kinh đó thì chúng tôi phải tham khảo nhiều cái bản dịch khác nhau để cho lấy được cái ý mà nó tương đối chính xác nhất. Thì cái quyển mà thường thường mà mình hay tụng nhất là cái quyển kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức của ngài Thích Kiều Dung dịch. Thì cái này quyển này tôi thấy ngài là hình như là phổ thông mà hình như là của nào cũng thường thường tụng cái bản dịch này. Thì kế đó tôi tìm được bản dịch của hồi xưa là ông Đoàn Trung Cò, nhưng mà sau này có một cái người cư sĩ là Nguyễn Minh Tiến dịch lại và tu đính lại. Cũng là tụng là kinh Dược Sư, kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức. Bản dịch thứ ba mà tôi tìm được là của ngài Thích Nhất Chân, cũng là tựa đề là kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổ nguyện công đức. Thì khi mà tôi dịch mà phần chánh văn của cái quyển giảng ký này đó thì tôi sẽ tham khảo một trong những ba cái kinh này để mà tôi chọn lọc, đó là lựa lọc lại những cái ý mà tôi nghĩ là chính xác nhất, bổ túc theo ý mình và theo hiểu biết của mình. Thì cái vấn đề mà Dược Sư pháp môn cũng là một pháp môn tịnh độ, thì theo cái truyền thống Trung Hoa thì môn tịnh độ nó có tịnh độ trong pháp giới này thì nó có nhiều cái tịnh độ chứ không phải riêng một cái cõi tịnh độ nào hết. Thì cái cõi tịnh độ mà người Tàu kinh dịch sớm nhất mà người Tàu biết trước tiên nhất là tịnh độ A Xúc, cũng ở phương đông của Phật A Xúc. Rồi sau đó là đến tịnh độ của Đâu Xúc, tức là của ngài Di Lặc trên cái cung đường Đâu Xúc này, ở ngay cõi ta bà của mình. Hiện giờ ngài Di Lặc là sinh ở trên trời Đâu Xuất, làm vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Đức Di Lặc có ký cho ngài sẽ làm Đức Phật thứ năm ở trong cái thời hiện kiếp này. Và ngài theo mà sự hiểu biết của tôi đó thì trong khoảng chừng vài triệu năm nữa thì Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Và trong ba hội Lăng Hoa sẽ giảng kinh thuyết pháp thì độ chúng sinh ở trung lập đây là bà này. Rồi kế đến là tịnh độ A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc thế giới, là tịnh độ mà phổ thông hiện giờ chúng ta biết nhiều nhất. Cuối cùng là tịnh độ Dược Sư, tức là cõi tịnh Lưu Ly của ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì cái tịnh độ này tương đối biết trẻ nhất và được cái bản dịch mà thịnh hành nhất hiện giờ mà mọi người tụng đó là dịch ra đó là từ cái bản dịch của người Nguyễn Tráng, dịch là dịch khoảng năm 650 hay năm mươi mấy, năm 60 gì đó, bản dịch trẻ nhất. Sau này có bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh. Thì ở đây thì chỉ là nói là một Đức Dược Sư thôi, nhưng bản của ngài Nghĩa Tịnh thì dịch sau ngài Huyền Trang thì khoảng 50 năm, thì là đến nói đến 7 Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thành ra tại sao mà khi mà có đậu ngũ đạo trường của Việt Nam mình hay người Tàu, khi mà pháp hội Dược Sư thì thường họ đọc cái 7 Phật Dược Sư, mà trong kinh này cũng nói là 7 lập với cái tượng Dược Sư là 7 vị, nó có cái phong trào là
đọc đẩy cái tượng nhiều sư để mà tụng niệm đi cầu sự gia bị. Thì pháp môn Tịnh Độ Đông Phương Dược Sư Liên Quang Vương Phật hay là Tây Phương Cực Lạc Thế Gia Di Đà Phật cũng là pháp môn phương tiện của Phật mà thôi. Thực sự đạo Phật mục đích cứu cánh là cầu giải thoát ra khỏi sự tử luân hồi, và đại thừa cũng như tiểu thừa là đều chú trọng về bát nhã, tức là về trí tuệ. Nếu mà không có trí tuệ thì không thể thoát ra khỏi sinh tử được. Nhưng mà nếu chúng sinh phàm phu với chúng ta trí tuệ không có sắc, chứng thân rộng, chứng ngại nhiều, sự tu hành nó cũng khó khăn. Và thường thường cái gì mình thấy khó khăn thì mình sợ, mình nản. Đức Phật cũng đọc những cái phương tiện gọi là dị hành đạo, thì chúng ta thấy là con đường nó không dễ dàng, vắng tắt có thể mau được đạt được những gì mình mong muốn. Bởi vậy cho nên các ngài, các Đức Phật mới lập những cái phương tiện cái là dị hành đạo, tức là dễ đi để cho những người mà thứ nhất là đặt tính tâm mạnh, thứ hai là sợ ở trong sinh tử, không biết là rớt lên rớt xuống hồi nào, thì nó mau mau về những cõi để an lành, để tu hành cho nó bình an, cho nó an toàn một chút. Thì đó là những cái phương tiện chư Phật. Thì cái kinh này là Đức Phật có nhiều cái cách thuyết pháp. Có những cái kinh Đức Phật do có người thỉnh kinh thì Đức Phật mới giảng. Có những kinh không ai hỏi, Đức Phật tự nói. Có nhiều thể tài. Thì đây là cái bản kinh này là Đức Phật do Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi. Thành ra Ngài mới giảng về cái pháp môn dược sư này. Thì để từ từ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái kinh mà chúng ta hiểu từ từ. Thì ở đây chúng tôi không có thời hạn là phải giảng trong bao nhiêu tuần, mà đây là đo trường nhà nữa. Thành ra mình có thể câu giờ mình giảng từ từ, giảng chi tiết. Tôi nhớ hồi xưa tôi ở bên Cali thì tôi giảng một bộ kinh về Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh, kéo dài cũng khoảng hơn 3 năm, cũng khoảng 70 mấy buổi giảng. Thì quyển kinh này thì nếu mình giảng từ cái quyển giảng ký của Ngài Ấn Thuận thì có thể mình cũng sẽ khoảng thêm mất một vài tháng. Thì chương trình ở đây thì một tuần tôi sẽ cố gắng giảng 3 lần. Và hãy dự định là đóng cửa ghế quan 3 tháng để giảng bộ kinh này. Thì vọng nếu mà giảng sớm thì cũng tốt, mà nếu không thì mình có thời giờ thì mình sẽ giảng những cái đề tài khác liên quan đến tình độ pháp môn. Thì thật sự là tôi thì tu tình độ pháp môn cũng đã từ lúc bắt đầu, trước khi phát tâm xuất gia, tức là sinh trong gia đình tin tình độ tông, tin A Di Đà, thì cũng đã từng qua Đài Loan học hỏi, cũng từng tham dự nhiều cái khóa tu để mà cầu mau giảng sinh tình độ. Nhưng mà trên con đường tu tập đó thì có những cơ hội làm chuyển biến cái tâm thức của mình, cái nhận xét nó khác. Sau này thì tôi chú trọng nhiều đến con đường Bồ Tát Thành, Bồ Tát Đạo. Cái chủ trương rằng cải thiện thế giới hiện thực ngay đời này để mang lại cho chúng sinh ngay hiện đời trước mắt, sau đó thì tính cái đề sau thì nó tính chuyện khác. Thành ra mình kêu là thực tế hơn, nó có vẻ gần gũi hơn, có lẽ nó thiết thực hơn. Thì Ngài Ấn Thuận cũng chủ trương như vậy.
Thì mấy năm trước tôi cũng có đã giảng ở chùa Quang Minh ở bên Chicago, là cung viện Tịnh Độ Tâm Luận của Ngài Ấn Thuận. Ngài cũng đã nghiên cứu tịnh độ và Ngài đã dùng cái thái độ rất là khách quan để mà nhận xét cái sự khác biệt giữa các cõi tịnh độ của Ngài A-xốt, Dược Sư, Di Lạc, A Di Đà, vân vân, để cho chúng ta thấy được cái mặt chân thật của pháp môn tịnh độ là phải làm như vậy, như vậy, như vậy, chứ không phải là chỉ chuyên tâm Nam Mô A Di Đà Phật là cho đó là đủ. Thì tùy căn cơ mỗi người, nếu mà mình cảm thấy mình thích pháp môn dễ dàng, chỉ cầu một cái sự tha lực nào đó vậy là đủ rồi, thì cái đó là quyền của mình. Nhưng mà trên cái nguyên tắc mà của Đại Thừa, căn bổn cái ý nghĩa chân chánh của Đại Thừa là phải tu công hạnh Bồ Tát. Thì quyển này là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, thêm hai chữ giảng ký. Giảng tức là giảng nghĩa, giảng giải, ký là ghi xuống, ký lục tức là ghi chép lại, cái này là giảng ký, tức là ghi lại những bài giảng về kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh giảng ký. Thì bây giờ mình vào cái phần chân văn. Thì dạ, xin phép. Thì cái thông lệ của truyền thống người Hoa là họ khi họ giảng kinh, trước khi họ vào là cái phần chánh văn như thiện ngã văn đó, thì họ có một phần đầu tiên trước khi vào cái chánh văn, giảng chánh văn thì họ giảng một cái phần gọi là huyền luận hoặc là huyền đàm. Thì mỗi cái tông phái nó họ có một cái lối giải thích khác nhau. Thì hồi xưa là bên Trung Hoa đó, thì phái Thiên Tông, hai tông của Ngài Trí Khải rất mạnh về vấn đề giảng kinh, cho nên thường thường các pháp sư giảng là theo cái lối mà giảng là Thiên Thai Trí Khải, tức là Vũ Trụ Huyền Nghĩa. Nhưng mà bây giờ hiện đại thì các pháp sư sau này họ không theo đường lối đó nữa, nhưng mà họ vẫn tuân hành cái cổ lệ, cái quy lệ cũ, họ giảng phần huyền luận trước khi họ đi vào chánh văn. Mình ở đây là tại mình giảng cuốn huyền luận của cái cuốn giảng ký của Ngài Ấn Thuận, thành ra mình cũng theo cái thông lệ này mình cũng sẽ giảng phần huyền luận trước khi mình vào cái chánh văn. Thì cái quyển này là bài giảng của Ngài Ấn Thuận, bài giảng ở chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc, ở Thủ đô Đài Bắc, ở tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, là mùa thu năm 1954, khá lâu. Ngài Ấn Thuận sinh năm 1906 và ngày mất năm 2005, tức là sống được 99 tuổi Tây mà theo âm lịch thì 100 tuổi ta. Thì năm mà ngày mất 2005 thì tôi có mặt ở đang kết hạ Đài Loan, thì tôi cũng nghe tin ngài, nhưng mà rất tiếc là không có được đến mà tham dự buổi những cái đám tang của ngài, thì đó cũng là một cái ân hạnh. Thì có nghe tên thôi nhưng mà cũng chưa bị gặp mặt, thật sự cũng có duyên nhưng mà duyên rất chậm. Khi mà tôi qua Đài Loan năm 1990 đó, thì Tuy Thiên Tạo chưa học được mấy chữ mà có người dẫn ra ngoài nhà sách ở dưới phố. Thì vào khu sách Phật giáo thì Thế Tịnh Ấn Thuận
cảm thấy rất là thích thú và mua một số sách của ngài đem về. Nhưng mà đến bây giờ 30 năm sau thì mới bắt đầu học hỏi, thì cái đó nó cũng hơi chậm, nhưng mà không sao, có còn hơn không. Thì thật sự tư tưởng của ngài Ân Thuận và ngài Thái Hưng là hai người kia là những vị cao tăng cận đại của Trung Quốc, với những cái tư tưởng tương đối cải cách, nó không theo truyền thống cổ xưa của các tổ, các thể tổ xưa nữa, mà họ muốn làm một cuộc tranh tân cái tư tưởng. Nhưng mà dĩ nhiên cái gì cũng vậy, không có cái nào mà ra mà mỗi người chấp nhận liền, thành ra tư tưởng của ngài vẫn bị chống đối. Ngài cũng không được làm việc gì nhiều cho Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà cũng có một số người họ quy phục, họ đang cố gắng làm cái gì cho cái Phật giáo tàu khởi sắc một chút. Thì để mình từ từ mình vừa đọc rồi mình giải thích ít nhiều, thành ra mình cứ giống như đây là một buổi đọc sách vậy đó. Rồi thầy sẽ giảng chút chút cái gì mình hiểu, mình cố gắng giảng, mà hy vọng là sẽ không đi sai cái ý tưởng mà các ngài đang muốn nói. Thì Duyên Khởi, phần số 1, Duyên Khởi vào năm 1934, tức là trước cái bộ kinh này 20 năm, ngài Thái Hư đã từng giảng kinh A Dược Sư một lần ở chùa A Dược Vương ở tỉnh Ninh Ba, ở Triết Giang. Cái chùa A Dược Vương này nổi tiếng là bởi vì nó có cái tháp thờ răng của Phật. Rất là linh, nghe nói rất là linh hiểm. Mà tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông là ngài Thiệt Hiền, tức là ngài Tịnh An á, cũng đã từng ở trước cái tháp Xá Lợi này, ở chùa A Dược Vương này, đốt một ngón tay. Thầy nguyện cúng dường như chưa phần. Đây là một chùa rất là nổi tiếng. Thì ngài Thái Hư năm 1934 đã giảng kinh Dược Sư ở đây một lần. Pháp Duyên Đức Thạnh, tức là lúc đó ngài Thái Hư cũng rất nổi tiếng, mình rất là nhiều người đến nghe. Bài giảng của ngài, tức là ngài Thái Hư đó, được ghi lại thành một bộ kinh Dược Sư Giảng Ký, tức là cũng kêu là giảng ký của ngài Thái Hư. Thì khi mà thầy giảng, thầy đọc cái này đó thì cũng tham khảo thêm những cái bộ chú sớ khác của các ngài như Thái Hư và những cái cổ đức khác, cho nó biết mở thêm cái tầm hiểu biết của mình. Giảng giải kinh điển thật sự là một cuộc đời mình thường thường là phải cần phải học hỏi. Nếu mà chỉ học vài chữ mình tự bản thì nó mình tự mình giống như là ếch ngồi đáy giếng. Thì khi nếu mình càng học nhiều tự nhiên mình càng thấy mình thiếu thốn. Nếu mình cảm thấy mình càng thỏa mãn thì tức là mình rất là nguy hiểm, bởi vì có thể mình bị xa lầy rồi đó. Nên là đôi khi cái sự mà học hỏi là sự tìm cầu khao khát rất là quan trọng đối với cái sự tiến bộ của tâm linh cũng như về kiến tri thức con người. Đất nước của chúng ta bị nhiều tai nạn, đặc biệt là năm nay đại lục bị náo động một trận lụt lớn chưa từng có. Tức là nói đây là dĩ nhiên đất nước chúng ta đây là người Tàu, thì đây là nước Trung Hoa. Thì năm đó bên đại lục, tức là ngày nay ở Đài Loan, ngày Ân Thuận là người Triết Giang ở bên đại lục. Nhưng mà qua khi mà Trung Cộng chiếm đại lục vào năm 1949 thì ngài chạy qua Hương Cảng. Nhưng mà Hương Cảng chỉ là một cái tỉnh nhỏ lúc đó còn là thuộc địa của Anh. Thì năm 3-4 năm sau, năm 1953 thì ngài từ bên Hương Cảng ngài đi qua Đài Loan. Thì lúc năm 1954 là đại lục đang bị một trận lụt rất là lớn. Hôm
nay chúng ta hoàng dương pháp môn dược sư là một sự việc vô cùng có ý nghĩa. Thì cái này vấn đề năm nay là mình giảng kinh dược sư là vấn đề có ý nghĩa là bởi vì hiện giờ thế giới đang bị trận đại dịch coronavirus, Covid-19. Đây là một cái sự khổ đau vô cùng chưa từng thấy. Thầy từ nhỏ đến giờ thầy cũng chưa bao giờ thấy một cái sự mà sự kiện mà nó lạ lùng như vậy. Biến đổi cả một cái thế giới mà te tua hết. Kỹ thuật khoa học nó là tưởng là sẵn sàng, nó là ghê gớm, rốt cuộc phải bó tay. Giờ chưa tìm ra thuốc ngừa, chưa tìm ra được thuốc giải gì. Thành quả thực sự sự hiểu biết của loài người cũng chỉ có hạn hẹp. Khi mà thiên nhiên nó muốn đánh là nó đánh. Động đất, bão lụt, rồi nó là cái gì đó vẫn thật, nó rớt xuống hay gì, con người vẫn bất lực, đâu giải quyết được gì. Bất quá được nhà mua kiếm được vài cái vũ khí để giết nhau, anh em tàn sát nhau vậy thôi. Lớn hiếp nhỏ rồi vậy đó, không có gì hết, chẳng biết thương yêu gì nhau. Còn cái nhà, khi mà người ta đang khổ đau vậy mà vẫn tiếp tục tạo ác, vẫn tiếp tục là lợi dụng nhau, làm khổ nhau, sống trên cái sự khổ đau của người khác. Vậy thì con người như vậy làm sao? Bởi vì tất cả mọi tai nạn đều do nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm. Cái đó đúng là vậy. Tại sao có cái đại dịch coronavirus này? Là cũng là nghiệp lực của loài người chiêu cảm. Làm ác quá nhiều. Làm ác quá nhiều. Nhất là sát sanh, ăn thịt chúng sinh, giết sát khủng khiếp như vậy. Có những tai nạn thường như là sóng thần năm 2004 giết mấy trăm ngàn người ở bên Nam Dương, hay là ở 2011 ở bên Nhật Bổn, để mà cảnh cáo là người về vấn đề mà sát sanh rốt cuộc đã có tỉnh ngộ. Rồi ngay cái bây giờ đang có cái tai nạn như vậy, rồi các lò thịt bây giờ họ muốn giảm thiểu số lượng thịt xuống thì ông tổng thống không tiếp tục bắt phải cung cấp thịt như cũ, bởi vì họ thèm thịt, họ không tỉnh ngộ gì hết. Là làm sao không có cái những cái tai nạn dồn dập như vậy, họ đâu có tỉnh ngộ gì đâu, tiếp tục tạo nghiệp, tiếp tục tạo nghiệp. Không hiểu cái nhân quả thì nó khổ đau gì, bởi vì mình không tin nhân quả là một cái điều khổ đau chúng sinh. Nhưng mà không lẽ mình nói ở vậy thôi kệ, thế là anh làm anh chịu, mặc kệ chúng bay. Ví dụ là cái đó có phải như thế, mình đâu có đứng lập trường đó, mình đâu có thể mà thấy chúng sinh như là đứng chết thì mình đứng mà vỗ tay đâu. Không có lập trường nói đáng đời đâu, có mình không bao giờ nói. Tại sao vậy? Phật giáo đứng trên lập trường từ bi giải cứu khổ nạn cho chúng sanh. Phật pháp đến cái thế gian là để đem an vui lợi ích cho chúng sanh, là xây dựng cái thế giới này từ sự đau khổ cho đến sự an lạc, đem lợi ích hiện đời ngay bây giờ, hiện thế lạc, hoặc là ích đời sau hậu thế lạc, hoặc là ích cứu cánh giải thoát khổ sinh tử luân hồi, là cứu cánh lạc. Chứ là bây giờ trong khi người ta đau khổ thì mình phải tìm cách giải cứu. Mặc dù họ không biết vì lý do gì mà họ tạo, họ bị phải thọ khổ như vậy. Mình dù là biết họ làm ác, bây giờ họ bị khổ mình vẫn cứu như thường. Đó là tinh thần từ bi của chư Phật. Thành ra mình là người học Phật, mình học cái tinh thần đó. Cho nên thiết lập pháp môn tiêu tai. Tiêu tai giải nạn. Thành đó bởi vì tại sao mà lập thiết pháp môn của Ngài Quán Âm, của Ngài Dược Sư, khiến cho chúng sinh tiêu trừ nghiệp trước, thoát khỏi tai nạn. Bây giờ sao? Để cho chúng sinh tiêu trừ nghiệp trước, thoát khỏi tai nạn. Không
phải nên chỉ nói là thì đi tụng kinh niệm Phật rồi là cầu cho Phật tới rồi cứu này cứu kia, không phải mà phải làm sao cho họ chuyển tà thành chánh, làm sao họ tin nhân quả, làm sao họ bớt làm ác, làm sao hướng về tu thiện, thì cái đó mới thật sự đem được cái nghiệp chướng tiêu trừ, thoát khỏi tai nạn được. Chứ không phải cúng là bên như bên ngoại đạo mà giết chúng sinh khác để mà tế lễ quỷ thần, cái nói chuyện vô lý, gây nhân ác mà lại cầu pháp phước lành chuyện đó. Bởi vậy cho nên tại sao bên ngoại đạo thần giáo họ mâu thuẫn là vậy, bởi không hiểu nhân quả là vậy. Tại tự mình tạo ác thì mình muốn nó đem đến sự an lạc, an lạc cho mình, cái nói chuyện mình thấy rõ ràng là nếu mà ngay cái sự cảm nhận là thế gian tầm bình thường mình không thấy là chuyện mâu thuẫn. Bốn tự là chùa Thiện Đạo đó sẽ tổ chức pháp hội dược sư vào tháng 9 này, tức là ngày giảng cái bộ kinh này trước khi pháp hội bắt đầu. Cầu nguyện cho tất cả mọi người từ tổng thống cho đến quan dân đều được tiêu tai duyên thọ, miễn nạn được phước. Tiêu tai là tiêu nạn, tai nạn tiêu trừ. Ví dụ có thể nó đến, miệng nó đến, nó sẽ không đến nữa. Và phải gì nó đến nạn thì nó nhẹ chút, hiểu không? Miễn nạn, đó là bị nạn, vượt qua khỏi cái nạn đó, được phước. Trong cái sự mà khi mình cầu nguyện đó thì mình tăng gia cái phước đức của mình. Cho nên trước khi khai mạc pháp hội, chúng ta sẽ giảng giải quyển kinh này để mọi người hiểu rõ ý nghĩa. Cái gì cũng vậy, tu phải hiểu rõ ý nghĩa, không có tu mù được. Thành ra Đức Phật nói rồi, tin ta mà không hiểu ta, đó là bài bán. Thành ra bây giờ mình, nếu mình không chịu học giáo lý, mình không thèm nghe kinh điển, mình không cần và vô tụng kinh rồi nói là niệm Phật với Đà Phật hay mình tụng gì đó bóp cho nó xong cái quyển kinh rồi mình nghĩ là được phước, là làm cái này cái kia thì cái đó là bình đồng. Bởi vì mình không, khi mình đọc kinh mà mình không hiểu gì hết thì mình đọc cái gì? Chứ cái đó những cái âm thanh đi qua cái giọt rồi qua cái lỗ tai bên đây cái qua bên kia hết rồi tối mình không nhớ gì hết. Mình có không làm theo những gì lời Phật dạy thì làm sao mà nó hiệu quả, làm sao được mà được tiêu tai duyên thọ được. Thế nên tại sao mà Đức Phật nói là tăng nghe kinh, tụng kinh không phải là chỉ tụng để lấy cái điểm với Phật, không có, thầy giảng hoài cái đó không phải vậy, không phải, đọc để mà hiểu. Nếu mà lúc đọc tụng kinh không hiểu thì khi sau khi tụng kinh rồi phải lấy cuốn kinh đọc để tìm hiểu cái kinh nói cái gì. Như vậy thì lâu ngày thì mình trong khi tụng kinh mình đã có những cái thắc mắc về ý nghĩa đó, thì nhiều khi mình tụng kinh nó bộc ra cái lời giải cho mình. Còn nếu mình hoàn toàn không thắc mắc gì hết, mình đọc như con vẽ thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa đó. Thế nào? Văn tức là nghe kinh, tức là khi tụng kinh là vừa động vừa nghe, hoặc là mình nghe người khác nói, hoặc nghe người khác đọc, người khác tụng. Tư tức là phải suy ngẫm ở Phật nói sao mình hiểu rõ Phật, nếu mà hiểu không rõ thì phải hỏi người khác. Cho nên khi nào mình hiểu rõ vấn đề rồi, mình từ đó mình cái những cái gì mà đã hiểu rõ rồi, mình theo đó mình tu thì mới là văn tư tu. Có văn tư tu thì mới có giới định tuệ, thì mới diệt tham sân si. Còn nếu mà tụng kinh mình bóp lại Phật xì sụp, niệm Phật tia lia mà không thèm suy ngẫm gì hết thì nó cũng như không. Thành ra trong cái nhập Bồ Tát hạnh của Ngài Tịch Thiên nói, tuy nghĩa là tập tụng nhiều năm lại tu chưa khổ hạnh, nếu mà không có chuyên tâm thì Phật nói là tù vô ích. Rồi, tương lai mỗi người khi tham gia pháp hội, một mặt nương vào sự gia bị của uy lực của Tam Bảo, một mặt tự mình y vào pháp để tiến tu,
Tức là có hai cái khi tham dự một pháp hội, quý vị cũng vậy. Đến tham dự bất cứ pháp hội nào cũng có hai cái, một cái là mình cầu tha lực, nhưng một mặt mình cầu từ lực. Tu pháp môn tịnh độ A Di Đà cũng vậy, chứ không phải hoàn toàn tha lực, không có pháp môn nào hoàn toàn tha lực. Ngay mà cái bên ngoại đạo họ khi họ mong Chúa đem họ về trời thì trong kinh cũng nói, của họ cũng nói là phải làm những gì Chúa dạy thì Chúa mới đem về, chứ không phải tự nhiên cái tin ta mình đi về liền. Đó không có hình thức để giáo dục người ta, chứ không phải chỉ đến nghe nói tôi tin là tôi sẽ đi về còn có Chúa hay là có trời có nào nữa. Thế tôi cái tên cái nguyên tắc về cái tôn giáo nào nó cũng cái nguyên tắc cũng giống nhau như vậy. Hoặc là đặt tự lực nặng hoặc là đặt tha lực nặng, còn Phật giáo mình là tự lực cái bằng nhau. Còn bên tiểu thừa thì họ chuyên trọng về tự lực nhiều hơn. Tại trong kinh mà Đức Phật hay nói tự thắp đuốc lên mà đi, nhưng mà thắp đuốc đi thắp đuốc cũng phải có đuốc, mà đuốc của mình, đuốc trí tuệ tự mình nó không sáng được thì mình phải nhờ đuốc pháp, có nhờ nương nhờ thượng tri thức để họ trợ giúp cho mình, cho ánh sáng nó tăng gia lên để mình thấy rõ con đường chút. Còn nếu mình đem tâm phiền não mình tự mình đọc kinh rồi mình đọc mình hiểu theo ý mình, nhiều khi mình hiểu sai và nếu không đúng hoặc là hiểu không rộng, rồi mình nghĩ vậy là đúng là mình đi, thì có khi mình đi không có được đúng như cái ý muốn của Đức Phật muốn mình đi. Đôi khi bên mặc dù nó là từ lực vẫn phải cần tha lực, tức là sự hỗ trợ giúp của những cái trợ duyên khác ở ngoài. Thì một mặt là uy lực của Tam Bảo, tức là khi mình vào trong pháp hội mình cung kính kiền thành, mình chuyên tâm nhất ý, mình quán tưởng như là Tam Bảo đang đứng trước mặt có Đức Dược Sư từ mình triệu thỉnh, rồi bây giờ Ngài đang ngồi trên cái pháp đà tòa trên cao đó, rồi Ngài với lại những cái quý thuộc của Ngài đến, rồi nhờ cái sự mỗi người cung kính kiền thành cúng dường đó, thì có một sự lực lượng nó ảnh hưởng vào tâm mình, làm cho mình cảm thấy là cảm tự nhiên mình chuyên tâm hơn, mình chí thành hơn, mình cung kính hơn. Đó là tha lực. Chứ đừng tưởng có cái gì đó cái tự nhiên điện xẹt rồi như vô cái tự nhiên điện giật mình nó hẳn cảm thấy không phải. Còn nếu mà mình vào mình không có cái tâm cung kính, mình không có lễ độ, mình không có thấy một cái gì mà tha thiết, mình ngồi đó như thế là hoàn toàn không cảm nhận được gì thì đâu có tha lực nữa. Chứ không phải đến mình đến chỉ tham dự vào trong cái pháp hội là mình đã được cái gì đâu. Mà sự đặt đầu tấn thì vẫn cái tâm của mình lên, thì cái tự của mình mới có tha nó mới đến. Một mặt tự mình y vào pháp để tiến tu, tức là bây giờ như thế nào là mình phải y theo những cái lời Đức dạy trong kinh, Đức Dược Sư dạy 12 đại nguyện đó. Mình có tưởng tượng là Đức Dược Sư đem đến cho mình cái này cái kia, không phải. Mà mình phải tự mình noi gương Đức Dược Sư, mình làm những công hạnh đúng như Ngài. Đó là vừa chịu tha lực và vừa tự lực. Tức là mình phải bố thí, ai đối khác mà kêu tên mình thì mình đem quần áo, mình đem thực phẩm, đem thuốc men đến cho họ. Đó là mình noi gương Đức Dược Sư. Thì mình một mặt mình tha lực, tức là mình nhờ cái lực của Đức Dược Sư gia trì, để tâm ý mình chuyên nhất, để tính tâm mình tăng trưởng, để mình cái định lực mình tăng trưởng. Rồi một mặt mình sẽ nhờ cái lực đó rồi mình bắt đầu theo cái kinh lời dạy của kinh mình tiến tu, chứ không phải chỉ có tụng kinh rồi đi về vậy rồi muốn làm gì làm trong cuộc rồi nghĩ rằng là ở Đức Dược Sư sẽ ban cho mình tiêu tai nhãn nhãn. Nếu mà tâm mình vẫn tiếp tục ác thì mình vẫn đi về rồi mình không nhớ gì là Phật dạy, rồi mình tiếp tục mình làm những cái gì mình theo ý của mình, thì làm sao có sự tiêu tai dễ này. Tự mình tiêu tai, tự mình giải này. Đức trọng thì quý trọng kinh thôi. Mà tự nhiên mà tôi mình có cái đức mình ra mình tự thế là có cái tăng trưởng cái đức hạnh của mình thì quỷ thần nó sợ hãi mình, thì được từ quỷ thần mà già nào mà dám đem tay đem nạn đến cho mình nữa. Đó là mục đích là như vậy. Thành ra cái gì cũng phải nó có hai cái mặt, là tự lực và tha lực, chứ
chứ không hoàn toàn là đương giải thoát được. Cũng nằm niệm Phật A Di Đà cũng vậy, không phải chỉ ý Đức A Di Đà không, mà cũng phải tự mình phải tu không hạnh Bồ Tát, tự mình phải làm những cái nguyện Đức Bồ A Di Đà làm thế nào, Đức A Di Đà dạy dạy trong kinh Vô Lượng Thọ như thế nào, Trung Quán Vô Lượng Thọ như thế nào, phải tu tam phước phải làm như thế nào, thiện căn phước đức nhân duyên phải đầy đủ, vân vân và vân vân. Rồi thì mới có thể chân chánh đạt thành mục đích của sự tiêu tan nhiễm niệm. Thì mình phải có tự lực và tha lực thì mình mới có thể đạt được cái sự thật, cái loại tiêu tan nhiễm niệm thật sự. Còn nếu không, mình không có cái tâm thành, không có tha thiết, mình không chịu tu hành gì hết, rồi mình cứ nghĩ à chứ dược sư à, đi tụng kinh vài bữa rồi đức dược sư cái là ban mình tâm được kia, từ giả sư không có thì mình mất tinh tâm, mình nói là phong môn là phong linh hay là cái này là và nhiều khi tệ hơn nữa, mình đang quỷ bán pháp môn đó hoặc là mình quỷ bán Phật pháp thì nó lại tạo hữu mình, nó không những được lợi ích mà còn bị cái khổ đau, cái mệt mỏi, nó càng lúc càng làm đi xa Phật pháp. Mô Phật thì đó là cái đề cương như vậy. Rồi, thì khi mà đây là nhân duyên gần của sự giảng giải bổn kinh, tức là nói nguyên nhân trước mắt tập thể thế giới hòa bình chúng sinh an lạc, thì hiện giờ mình còn cho thế giới này giải trừ trước mắt mình, giải trừ đại dịch coronavirus này, thì hy vọng là người nghe được cái này cố gắng khởi tâm lên, cố gắng tu tập để đến những kinh dược sư này. Thì ngài Thái Hư lúc giảng những kinh này có nói ba nhân duyên. Ngài Thái Hư là y chỉ sư của ngài Ứng Cận, thì là ngài Ứng Thuận có theo y chỉ ngài Thái Hư một thời gian, là nó ảnh hưởng, nhận cái sự ảnh hưởng của ngài Thái Hư cũng khá lớn. Nhưng mà sau này ngài Ứng Thuận có những cái tư tưởng riêng và phát triển nhiều hơn, xa hơn và mạnh mẽ hơn ngài Thái Hư. Bởi vì ngài Thái Hư là vẫn là người của truyền thống Phật giáo Trung Quốc, còn ngài Ứng Thuận là đi hẳn ra khỏi cái đường lối cổ truyền của Phật giáo Trung Quốc. Thành ra đôi khi có phần những cái người không hiểu cái tư tưởng ngài Ứng Thuận mới là chống đối ngài một cách rất thực nghiệm. Rồi số 1 của ba nhân viên thì nguyên thứ nhất là loài người thời cận đại chú trọng đến sự an lạc hiện đời, tức là cận đại là hiện giờ bây giờ hiện tại của chúng ta đây, cái là cận đại, cận là gần, đại là thời đại, cận là gần đây, tức là từ khoảng 3 năm 30 năm, 5 70 năm thì là cận đại, 100-200 năm về trước thì bắt đầu ở xa. Rồi hiện nay mọi người đều xem trọng đời sống thực tế, mong muốn có một cuộc sống lý tưởng an lạc. Hiện nay chúng ta rất là thực tế, không có nói viễn vông xa vời, không muốn ở đời sau, đời sau ai, đời sau là cái gì, cái gì hỏi họ. Tôi đời này tôi còn chưa biết, tôi nói đời sau, nhất là người đầu, người rất là thực tế, và người Tây Phương rất thực tế. Không có mơ mộng viễn vông, không có lãng mạn lý tưởng, chỉ biết ở hiện giờ là sao, nhà cao cửa đẹp hay là cái gì đó, đời sống nó hung túc phong phú, ăn uống đầy đủ rồi tiện nghi, là ví dụ người ta có gì tôi muốn có đó, đó là gì sao? Phật pháp nói về lạc, lạc tức là vui, nó sự vui, ví dụ mình nói từ là đem đến lạc, mà vi là lạc khổ, bớt nhiều nghĩa là từ cái khổ gì đó. Thì nói về lạc tức là về vui á, có ba loại, tức là mục đích của tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào đến trên mặt đất này đều muốn đem cái lạc cho chúng sinh,
không có tôn giáo nào mà nói đến đến đây để chúng tôi đến đây đem sự khổ các ông. Giả sử có tôn giáo nào mà nói như vậy thì tôn giáo không tồn tại lâu dài. Thành ra cái tôn giáo này muốn tồn tại lâu dài trong đó có Phật giáo đều phải nói ở chúng tôi đến đây để tôi sẽ an lạc. Thì như vậy người ta mới kịp, bởi vì ai cũng muốn lạc người ta sẽ cố gắng duy trì cái tôn giáo để mà ta hy vọng có sự lạc. Thành ra bất cứ tôn giáo nào cũng hứa hẹn cho lạc. Nhưng mà chỉ có đạo Phật có ba loại lạc, còn cái tôn giáo khác thường thường là có một hoặc là hai cái này. Ví dụ như đạo Nho tức đạo Khổng thì không nghĩ đến ai mà hiện đời là họ không cần đời sau, họ không nghĩ chẳng nghĩ ơ đời sách họ khi chết thì họ không cần nghĩ được không đời, rất là thực tế. Đó là nguyên nhân sống còn chưa biết mà biết thì đúng chết. Còn các tôn giáo như Hồi giáo là Thiên Chúa giáo và La Môn giáo thì nói hai cái là, tức là cái là hiện đời là cái lập đời sau, là đời sau được sinh diệt trời ơi, đời sau được hiện cái phẩm thiên. Nhưng mà Phật giáo mình thì thấy chưa đủ, ngoài cái hiện pháp lạc cái này an lạc hiện đời, hộ thế lạc là an lạc đời sau, còn cái cứu cánh cái là cứu cánh an lạc, cứu cánh giải thoát lạc. Bởi vì những cái lạc của những cái tôn giáo khác họ hứa hẹn đó thì là cái lạc khổ độ thôi, nhưng mà họ cho là tuy rằng họ cho cứu cánh nhưng đối với Phật pháp, đối với Phật giáo đó là cái lạc nó chỉ là hơi dài lâu chút thôi, nhưng mà nó vẫn là trong cái cảm hẹp rồi nó sẽ cũng sẽ được chấm dứt. Đạo Phật không thỏa mãn như cái hậu thế nào của ngoài đạo, mà đạo Phật có một cái gọi là cứu cánh giải thoát này, tức là phải ra khỏi sinh tử luân hồi, đạt đến niết bàn an lạc, cái đó mới là kêu là an lạc cứu cánh. Còn giả như mà có lên trời nào thì chăng nữa mà không ra khỏi luân hồi sinh tử thì cái đó chỉ là hậu thế nào, và sẽ cái lạc nó cái lạc khổ lậu thì hưởng một thời gian xong rồi nó khi nó hết thì nó cũng sẽ trở lại khổ. Cho nên Đức Phật mới đề nghị thêm một cái lạc thứ ba là giải thoát, cứu cánh giải thoát này. Chúng sinh trên thế gian có đủ loại khổ não bức bách, cho nên mong muốn thoát đi đau khổ đạt được an lạc. Xin rằng mà ai cũng không có ai mà không khổ, ít hay nhiều thôi. Người nào nói tôi không biết khổ là gì, thế là chuyện tôi biết có khổ nhưng mà họ không có, tại vì họ thấy họ vô minh, họ không thấy họ khổ, họ đang bị trói buộc đó nhưng mà họ không thấy thôi. Cho nên cần phải đôi khi muốn thấy cái khổ cũng phải có cái trí tuệ mới thấy được. Cho nên trong đạo Phật có tứ đế, khổ đế, mà khổ đế là phải mình nói ở khổ là mình thấy khổ. Khổ đế là nhìn cái khổ, biết cái khổ rất là sâu sắc. Còn cái miệng nói khổ nhưng thật sự là vẫn thấy vui. Nó đời khổ lắm nhưng mà thật sự vẫn muốn ở lại, vẫn muốn tiếp tục là hưởng thụ qua cái sự an lạc tạm bợ này. Thế nhưng tất cả mọi sự mong cầu an lạc đều không ngoài ba loại an lạc hiện đời, an lạc đời sau và an lạc giải thoát rốt ráo, tức là cứu cánh. Tức là nói cách nào lạc thì chỉ có ba loại lạc thôi: hiện đời, đời sau, cứu cánh giải thoát. Đây là vì căn tánh của chúng sinh khác biệt, có nhiều loại căn tánh. Nhưng mà tạm thời nếu mà nó có sơ được thì có trung căn, hạ căn với thượng căn. Thì mỗi cái căn cơ nó nhìn cái sự vật khác nhau, một vấn đề nhưng mà ba người nhìn thấy ba cái vấn đề, ba cái sự kiện khác nhau, thì họ có ba cái nhu cầu khác nhau, ví dụ như vậy. Sinh hoạt trong không thời gian khác nhau, ở xứ này họ quan niệm về cái lạc là khác, bên xứ khác họ cái lạc của họ là khác, rồi bên cái thời gian 200 năm trước họ quan niệm cái lạc khác, rồi
hiện giờ mình quan niệm cái lạc như thế này nó khác. 200 năm, 300 năm sau thì cái quan niệm nó khác. Phải nói nó chuyển đổi theo thời gian. Mình sẽ có cái sự yêu cầu khác nhau, đúng không? Cho nên sự mong cầu cảnh giới an lạc cũng khác biệt. Có người thích an lạc hiện đời, chỉ cần sao mà thoải mái, có công danh sự nghiệp, có cái lợi tức cao, có một cái gìn ấm áp, con cái học giỏi, có địa vị, ví dụ. Thì đó là họ thiên nhắc an lạc ngay hiện đời. Đúng không? Có những chúng sinh mong cầu sự an lạc đời sau. Đời sau tôi phải lên trời hay về trời Chúa, hay là tôi phải đời sau tôi nguyện trở lại tôi sẽ giàu có, đời sau tôi nguyện trở lại làm quan, đời sau tôi nguyện trở lại để mà làm vua, thấy không? Như vậy, thấy không? Mà lên trời pha về cực lạc, ví dụ có là an lạc đời sau, tức là họ mong, họ không tha thiết lắm đời này, họ thấy đời này không có gì tha thiết, họ an, họ tìm cách làm sao đời sau họ mong khá hơn. Thế nên hồi xưa thầy có đọc một câu triết lý của một cái ông triết gia Tây phương là Schopenhauer, người Đan Mạch. Không biết không có người đang mặt, chắc là cái gì thì giống nói một câu đó. Đó là sống là bất mãn hiện tại, là hy vọng một cái tương lai khá hơn. Thì cái người này họ luôn luôn đối với hiện tại bất mãn, họ muốn thì nghĩ là cái hạnh phúc chỉ ở tương lai, hy vọng tương lai khá hơn. Thì đó là những người cộng với hồng thế này, tương lai là rồi. Có những người chúng sinh mong cầu sự an lạc giải thoát rốt ráo, ví dụ những nhà thanh văn mong cái đời này sẽ nó khổ quá, hay là cái cuộc kiếp người nó khổ đâu, được Phật dạy là tứ bát khổ, rồi bao nhiêu khổ, sinh mạng bệnh tử khổ, cầu bất đắc khổ, rồi ái biệt ly khổ, rồi quán đắm hội khổ, rồi ngủ ấm xí thành khổ, 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 khổ. Nếu ở trong cái cõi ta bà này khổ, những cái sinh tử nó khổ đâu, thì thôi mình đi về Niết Bàn là sướng nhất. Nên là những người cầu cứu cánh về thoát bạc. Rồi có những người mong cầu sự an lạc giải thoát. Thế nhưng loài người hiện nay thì lại đặc biệt xem trọng sự an lạc hiện đời, đúng không? Nói chuyện Niết Bàn nghe thoát nghe xa vời, nó an lạc đời sau, biết đời sau sao chết rồi biết sao giờ. Thì hiện giờ tôi muốn bây giờ, thì hiện giờ cái loài người hiện giờ thì cái quả thật là chỉ nghĩ đến hiện tại, họ không có nghĩ gì sâu xa. Đức Thế Tôn khai sáng Phật giáo, tinh thần căn bổn là dẫn dắt chúng sinh đạt được sự an lạc giải thoát rốt ráo. Dĩ nhiên đạo cũng là đạo giải thoát mà, này đâu có hướng mình nhà đầu xa hơi đâu. Dĩ nhiên là trên các phương tiện, dĩ nhiên là trên con đường giải thoát cứu cánh thì chuẩn bà có nhà đầu xa hơi, có cái tiện nghi thoải mái thì vẫn là tốt hơn là nghèo khổ bần hàn. Nhưng mà cái mục đích đó không phải là mục đích của Phật giáo. Thật ra Đức Phật luôn luôn mục đích cứu cánh là an lạc giải thoát cứu cánh, cho nên nói rằng Phật pháp là pháp xuất thế, tức là ra khỏi thế gian, ra khỏi trần ai sinh tử. Thì đạo Phật là bổn lai, đó là mục đích, nghĩa là chỉ là mong cho mọi người ra khỏi cái sinh tử luân hồi, được giải thoát an lạc cứu cánh. Nhưng mà dĩ nhiên là sao? Sự mong cầu của chúng sinh, thế nhưng sự mong cầu chúng sinh không giống nhau.
muốn giải thoát cũng cấm, nhưng mà tôi đâu biết giải thoát là gì. Tại sao tôi phải sao rồi? Tại sao tôi lại phải nghĩ chuyện mông lung vậy? Nếu chỉ giảng nói đến sự an lạc giải thoát rốt ráo thì không thể thích ứng rộng rãi đến tất cả chúng sanh có cảm tính khác nhau. Bây giờ nếu anh chỉ nói mình chỉ nói giải thoát cung, giải thoát thì dĩ nhiên họ đi tìm cái tôn giáo khác. Họ thấy mình nói chuyện xa lời quá, họ thích ứng với họ thì họ tìm chỗ khác. Ví dụ bây giờ thầy giảng kinh khó quá, cao quá, thì có một số phật tử họ thấy họ sao thầy giảng không hiểu gì đó, thì thôi để con kiếm thầy khác, thầy nào giảng dễ con nghe. Thì đó là một loại chúng sinh. Thành ra bây giờ cái người mà giảng kinh cũng phải biết cái căn cơ chúng sinh, giảng trình độ thấp thấp thì họ dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà giả sử mà cứ giảng thấp thấp hoài, dễ hiểu hoài thì làm sao được? Bởi vì Phật Pháp đâu có phải là chỉ thấp thấp dễ dễ đâu. Làm sao bây giờ? Thì đôi khi phải bắt họ nghe, bắt họ suy tư. Thì dĩ nhiên nếu mà họ không cảm nhận được cái sự quý giá của sự văn tư tu thì thôi thì họ phải đành bỏ cuộc thôi. Thành ra khi mà có một giáo sư giảng Pháp cũng rất là khó. Không biết ai là người thích hợp với căn đêm nghe Pháp của mình. Thì cứ giảng chung chung vậy, hiểu sao giảng vậy. Thì hy vọng có số nào mà thích hợp thì họ nghe, họ đánh được cái trúng ngay cái yếu điểm của họ. Thì họ tự nhiên họ nỗ lực lên, họ tiến tu lên. Ví dụ như thầy thường thường giảng như Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tông, ca tụng đề Đại Thừa. Ví dụ thì có những người có căn đánh Đại Thừa, họ nghe à có lý, thì họ bắt đầu họ chú ý thì họ tập học tập. Còn giả sử họ không thấy họ có những cái căn tính khác thì dĩ nhiên họ cứ chào thầy thì họ đi thôi. Nếu mà thầy cũng không có thể nào bắt họ ở lại với mình nếu mà cái món ngon của cái món mình họ ăn không được, hiểu không? Thì bây giờ chúng sinh có căn tính khác nhau, cho nên Đức Phật Thích Ca tức là bổn sư của mình phải khai sáng ra các pháp môn dược sư tịnh độ Đông Phương và pháp môn A Di Đà tịnh độ Tây Phương. Tức là phải có hai pháp môn, một ngày bên Đông, một ngày bên Tây, có hai cái mục đích khác nhau để tiếp dẫn những cái chúng sinh có căn cơ và sở thích khác nhau. Mỗi người đều cho rằng Đức Phật Dược Sư là Duyên Thọ, Tiêu Tai Duyên Thọ không? Rồi năm 22 này, tụng là Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Còn một Phật, một cái vị là ở Tây Phương, tức là Pháp Môn A Di Đà, tịnh độ Tây Phương. Thì Đức Phật A Di Đà độ vong, tiếp dẫn người chết. Một bên là Duyên Thọ, làm tăng tuổi thọ, một bên là độ vong, tức là tiếp dẫn người chết. Cho nên mình nằm đến Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thì một ngày thì có mỗi ngày có một cái công năng khác nhau. Nhưng thật ra đây là nói theo người đời, nếu như người đời hiểu thấy vậy thì nói vậy thôi, chứ thật sự không phải vậy. Không phải là Đức A Di Đà chuyên môn đi tiếp dẫn người chết, không phải. Mà không phải là Ngài Dược Sư là chuyên môn làm cho mình duyên thọ, cũng không phải. Nếu căn cứ vào chánh nghĩa của Phật Pháp mà nói, pháp môn tịnh độ của Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang ở phương Đông là thích ứng cho một loại chúng sinh mong cầu hiện thế lạc, tức là hiện đời. Hiện là bây giờ mình. Thì bởi vậy cho nên tại sao khi mình có cái tai nạn gì, mình muốn cấp giải cứu, cấp được cái sự chuyển đổi ngay tức khắc, thì mình cầu những Đức Phật Dược Sư mà nó cầu A Di Đà. Vì nếu mình cầu A Di Đà thì mình cầu chết. Tôi chưa thấy mà cầu A Di Đà chi. Là Dược Sư là thầy thuốc, thì mình có bệnh. Thế nên mình đang đâm bệnh đây, thế giới đang đâm trọng bệnh đây. Mình cầu thầy thuốc đến, thì Dược Sư ai? Tức là Dược Sư, thấy không? Dược sư là thầy thuốc. Còn cái kia là mình không là mình cầu nhà hoàng tới dẫn mình đi, nó có nói khác. Rồi còn pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây là thích ứng cho mọi loài chúng sinh mong cầu, cho một loại chúng sinh mong cầu hậu thế mạng.
sau, tức là muốn về đó ở nhà lầu, ở nhà vàng gác ngọc, rồi ăn cơm ngon, thân thể là bằng kim cương, rồi đi cái là đất thì lót vàng, mà ăn rồi không có làm gì hết, ăn xong rồi đi kinh hành, còn không thì bay vù vù đi, mỗi buổi sáng bay vù vù đi cúng chư Phật rồi đi về, vậy thôi, là cứ tụng kinh đi kinh hành ngồi thiền vậy đó, trong sự an nhàn tịch tĩnh thì đó là cái hậu thế là, chứ đó là một cái tâm lý an ủi tâm lý. Một số người họ sợ hãi sự đau khổ thì cũng được, nhưng mà tùy căn cơ chúng sinh, không có cái nào khi mà mình nghĩ là đúng thì đó là con đường mình đi thì mình cứ đi, không ai cản mình được. Ví dụ như mình nghĩ đến bổn sư mình ở trong sinh tử làm Phật sự độ nhân bao nhiêu đời kiếp, là thể hiện khi thành Phật cũng có thân phạm phu, bệnh hoạn, già nua, đi từng bước chân bụi bặm mỗi ngày, đi lên đi xuống, đi gặp từng chúng sinh, nói từng câu, độ từng người. Nếu mình thấy cái đông đó cũng sự vĩ đại thì mình biết rằng đó là tư gương để mình đi theo. Thì tùy người, không có ai bắt mình phải theo cái con đường mình không thích. Nếu mình thấy cao bạc bụi bặm đủ thứ khổ đau rồi, biết mình mà mình rớt lên rớt xuống thế nào thì lo chạy khỏi lo bạc cũng được. Nhưng mà thầy hiện giờ thầy nghĩ rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là lý tưởng của thầy, là người lý tưởng, mẫu người lý tưởng trong sự đau khổ, trong sự bình thường mà làm Phật sự cầu chúng sinh. Ngài cũng cần hiển thần thống, Ngài cũng cần bay vù vù trên trời, Ngài cũng phải là cái gì mà nó lè thiên hạ, nhưng mà chính thật như vậy mới làm được những gì mà thật sự là đáng quý. Chúng sinh can cường khó độ thì cố gắng độ, cái cõi bình hoàng khổ đau ăn nghĩa là một ngày một hộp mè một hộp đậu, đôi khi phải là chịu nhục nhã, là chịu sự hãm hại của những cái người vô minh mà dưỡng an nhẫn, thì đó là một cái vấn đề, một cái cường tấm gương đang làm cái nội thèm. Thế nhưng hai pháp môn này, tức là cả tịnh độ Đông Phương, tịnh độ Tây Phương, đều là phương tiện để dẫn dắt người tu tiến nhập Đại Thừa. Tức là chỉ là phương tiện dẫn dắt, chứ không phải là cứu cánh. Đó là dĩ hành đạo để mà đưa gì? Nam hành đạo. Đó là các tổ nói như vậy. Nó không phải là rốt ráo. Đó là dẫn dắt những người có căn cơ, là muốn dễ, muốn cầu tha lực, sợ một mình không làm được gì, cấp tốc cầu người khác đến cứu nguy mình, ví dụ vậy. Nhưng mà rốt cuộc là sao? Vẫn để làm tới cuối cùng là được an lạc giải thoát. Tức là dù là hiện thế lạc hoặc là hậu thế lạc, nhưng mà mục đích vẫn là cái sự an lạc cuối cùng là cứu cánh giải thoát. Thành Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Đà chỉ thích ứng căn cơ cho hai loại người, thích an lạc hiện đời và an lạc được sau. Nhưng mà cuối cùng không phải là về đó gần kinh tịnh độ các ngày để mà hưởng lạc, mà vẫn phải tu Bồ Tát hạnh, tức là vẫn phải đi con đường Nam Thành Đạo thì mới đạt được cái sự an lạc như thế của căn. Còn nên nói là về đó đi kinh hành rồi ăn cơm ngon rồi ở nhà lầu thì đó là phương tiện. Thì những người ham thích có những cái sự vui sướng vậy, nghĩ là mình về đó thì mình cũng đạt, nhưng mà thật sự khi về đến đó rồi thì vẫn phải tu hành căn bản một thế.
Xưa nay, bất luận là thế giới Tây Phương Cực Lạc hoặc thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly, các là thế giới nào, tâm tay nào đó, chúng sanh chúng ta đều không biết hết. Sao biết được nếu mà Đức Phật Thích Ca không nói sao mình biết? Mà đều là nhờ Đức Phật Thích Ca giảng nói cho nên chúng ta mới biết. Thành ra Đức Bổn Sư mình là vẫn là có công bậc nhất. Nếu bây giờ mình nhà tu Pháp Môn Tịnh Độ, mình quên ông cha mình, Đức Bổn Sư, mình tối ngày mình chỉ nhớ niệm đức người khác, một Đức Phật khác, mà chẳng biết Đức Bổn Sư mình ai, đó mình có lỗi. Bởi vì cái người đó cũng có cái người này, làm sao mà mình biết cái kia được. Bởi vì sự bây giờ mình làm thì làm, nếu mình quên ông cha mình đi, mình theo một cái, mình nhờ nương nhờ một cái vị đại trưởng giả nào đó, rồi cha mình nghèo hay là cha mình ở đâu đó, rồi mình quên bẵm đi, mình chỉ nhớ cái người khác thì mình có lỗi hả? Thành ra đôi khi vẫn phải đi nghĩ tưởng nghĩ cái công lao của ông cha mình. Nếu không có Đức Phật Thích Ca, làm sao mình biết được ai vậy? Nếu không có Đức Phật Thích Ca, làm sao mình biết được Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, A Xuất hay bất cứ Phật Phật nào? Thành ra bây giờ mình tu pháp môn nào chăng nữa, Đức Bổn Sư vẫn là thầy của mình. Thành ra nhiều người vội vàng Nam Mô Bổn Sư A Di Đà Phật, cái đó không phải, cái đó không phải. Nam Mô Đạo Sư thì được, bởi vì cứ nghĩa là hay là đạo sư tức là y chỉ sư dẫn dắt mình đó. Bởi vì Đức Bổn Sư mình giờ cũng như là tạm thời vắng mặt rồi. À, thì mình đưa nhờ một vị thầy khác, mình sư phụ mình giờ hiện năm không có mặt, thì mình nhờ một cái vị y chỉ sư. Thì đây là vị y chỉ sư là y chỉ sư, nhưng mà mình bổn sư là bổn sư, chứ không có vụ mà vị y chỉ sư biến thành bổn sư được. Từ khi mình phản thầy mình theo thầy khác nó chuyện khác. Thành đôi khi mình cũng phải nhớ cái ăn cây ăn trái nhớ kẻ trồng cây, mà uống nước phải nhớ nguồn chứ. Rồi cho nên đây đều là phương tiện thiện xảo của Đức Thế Tôn Đại Bi Cứu Thế. Tức là ngày bổn sư của mình không phải là một cái người cố chấp, họ nói họ chỉ có một pháp môn thôi, phải theo nhất định, phải theo cái này. Thấy không? Rồi ví dụ như người căn cơ khác, mày nhất định không dạy pháp môn khác. Mày học không được thì thôi, dù không có Đức Phật bổn sư mình. Đức Phật không có nói những câu như vậy, mà vội vàng phải tìm cách thiết lập cái phương tiện nào để thích ứng với căn cơ của cái người đó mình muốn độ. Họ đang cần thức ăn, mình cho thức ăn, họ đang cần y phục, mình phải cho y phục. Thấy không? Chứ không phải là họ đang đói, mình lại đem quần áo đẹp cho họ để làm cái gì. Thành ra các đây là Đức Phật thiện xảo phương tiện, tức là rất là khéo léo, thiện xảo là khéo léo để mà độ chúng sinh. Bởi vì Đại Bi Cứu Thế cứu chúng sinh không có phân biệt người chúng sinh nào đó, chúng sinh nào cần cái gì thì mình đem cái đó cho họ. Thì cũng như mình tu bố thí cũng vậy, và bố thí đúng cái sở thích, cái sở cầu của cái đối phương của mình, chứ không phải chỉ bố thí một món không. Vì muốn dẫn đạo những chúng sinh yêu cầu hiện pháp lạc, cho nên khai thị pháp môn tịnh độ của Đức Dược Sư ở phương Đông. Vì muốn dẫn đạo những chúng sinh yêu cầu hậu thế lạc, cho nên khai thị pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Hai pháp môn này đều là diệu dụng của pháp môn cứu cánh viên mãn, mở ngoặc, nghĩa là thành Phật, đóng ngoặc. Tức là đi đường A, cũng như bây giờ mình muốn đi từ điểm A đến B, nó có hai con đường, mình đi bên phía Đông và là phía Tây, rốt cuộc là mục đích cố gắng dẫn là về cái điểm cuối cùng. Còn không thì mình đi đường chính giữa là đường chánh thường của Đức Bổn Sư mình đi, tức là không qua phương tiện, tức là có là chánh thường đạo và phương tiện đạo. Thì thầy cũng có dịch cái quyển phương tiện đạo của ngài Ấn Thuận, và đã có để lên cái Bồ Đề Tâm Đắc Bộ là phương tiện đạo mà thi mới dịch của cái phần Phật Pháp, là phương tiện đạo của Thanh Văn Thừa. Còn phương tiện đạo Đại Thừa thì đang dịch ra, khi nào dịch xong sẽ để lên người kinh đó lên trên Bồ Đề Tâm Đắc Bộ. Thế nên những cái vị nào mà muốn có cái kinh điển của
để đọc thêm thì xin mời lên Bồ Đề Tông đáp ổn. Trên đó trang đầu tiên có tất cả những cái dịch phẩm của Thầy Thích Phật Chánh, thì từ Tịnh Độ đến Thiền Tông cho đến nhiều, cũng khá nhiều đề tài. Thì đôi khi phần lớn là phải chịu khó suy ngẫm thì mới hiểu được. Rồi, tức là hai bên, bên chạy về con đường bên đông, chạy con đường bên tây, thì con đường này rất là dĩ hành đạo. Nhưng mà khi mà đến một cái, đó là chỉ là phương tiện thôi, đến lúc nó nhập vào con đường thì con đường đó vẫn được đi theo con đường của Đức Bổn Sư, tức là phải đi con đường lục độ vạn hạnh. Mà chỉ có tu lục độ vạn hạnh thì mới thành Phật. Phương tiện A Di Đà chỉ về cực lạc, rồi về cực lạc chỉ phải tu lục độ vạn hạnh. Chứ nếu thì nếu nói về cực lạc mà chỉ có niệm chỉ đi kinh hành rồi ăn cơm đi kinh hành rồi thành Phật thì cái chuyện đó không có. Không có. Bây giờ nếu mà nói nhiều quá thì những người mà tu pháp môn Tịnh Độ họ sẽ nản. Thành ra các ngài cho phương tiện lập nếu phải về Tịnh Độ đi được độ như thế này thì các ngài không nói thêm chi tiết vào đó. Thấy không? Nếu mà vẽ viễn cảnh thì mình chưa đề nó mà tưởng tượng đến cảnh đó thì cái đó chuyện hơi xa rồi. Cho nên mới nói tóm tắt là phản thực kinh hành. Thấy không? Nhưng kinh hành là gì? Kinh hành đi con đường của Phật. Kinh hành là đi theo con đường của Phật. Chứ mà đi vòng vòng từ gốc cây không phải vậy. Mà đi con đường của Phật tức là làm Phật sự, tức là theo như Phật. Tức là phải tu tất cả những công hạnh mà Đức A Di Đà đã tu thì mới thành Phật được. Và nên người họ nghe họ ngưỡng nói thầy Pháp Chánh mà phải đã thích Pháp Môn Tịnh Độ. Không có bao giờ. Chỉ có cái là niệm Phật A Di Đà mà giả sử mà không nhất tâm bất loạn và chịu không chịu tu tam phước như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì hy vọng giảng sinh nó hơi khó một chút. Vậy thôi à. Cứ ngồi đó rồi vọng tưởng điên đảo thì cứ lầm bọng A Di Đà Phật, niệm câu mà tưởng không biết bao nhiêu cái tam niệm trong đầu thì làm sao giảng sinh được. Rồi tất cả công hạnh khác thì không chịu làm, ví dụ là đâm ra lười biếng, kinh điển không chịu coi, cái gì cũng không chịu làm. Đó có người là nói là pháp môn vô lượng thì học để người khác học. Tại sao kỳ vậy? Tại sao Đức Phật vậy rõ ràng là khu Bồ Tát hạnh là phải học pháp môn vô lượng thì học, mà tại sao để người khác học? Nếu mà không chịu học thì làm sao thành Bồ Tát được, làm sao thành Phật được? Bây giờ mình không dân nhân chủng đó rồi mình làm cho mình trở thành lười biếng như vậy là sao? Bây giờ mình học bắt đầu đưa toàn lớp 1 mà không tập cho nó siêng năng, đợi nó ở con lên đại học để bắt đầu siêng năng. Năm con ở dưới tiểu học, cái trung học con tha hồ, con lười biếng thì chuyện đó vô lý. Thằng nó cái gì cũng vậy, cái gì nó phải có cái lý của nó mà được. Ngài Thái Hư đặc biệt đề xướng pháp môn dược sư này là vì hiện nay mọi người đều quá chú trọng đến pháp môn niệm Phật, cầu sau khi chết được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều này đưa đến sự hiểu lầm của mọi hàng lớp trong xã hội hiện nay. Thật sự mà lúc cái thời của Ngài Thái Hư Đại Sư, tức là khoảng năm 1900, tức là cách đây hơn 100 năm, thì nước Tàu cái Phật giáo rất là hủ bại. Phần lớn các vị xuất gia không có nghiên cứu giáo lý, mà phần lớn là những cái trong thành phố là toàn là những cái đường cái là thầy cúng không? Thấy không? Họ chỉ học thầu thuộc một vài bộ kinh, họ đi tụng kinh rồi là cầu siêu độ. Việt Nam cũng vậy thôi, không chịu học hành. Thấy không? Đến rồi một cái bộ kinh A Di Đà bao nhiêu tiền, bộ kinh này bao nhiêu tiền, rồi chỉ nó chuyên môn như này
rồi người ta nghĩ rằng ở Phật pháp chỉ có là những chỉ là những cái ông thầy cúng đó, và chỉ khi nào có ở nhà có người chết thì mới cần đến Phật thôi. Còn ngoài ra họ không cần biết. Rồi đạo Nho thì họ ghét, họ bài bán, họ phỉ bán đạo Phật. Thành ra mất có những cái nhà Nho mà ngông cuồng. Ngay cái nhà Ngẫu Ích, tức là tổ thứ chín của Tịnh Độ Tông, và ngài Ấn Quang, tức là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, khi còn nhỏ học Nho, cũng tỏ ra rất là khinh bỉ Phật giáo. Viết những bản văn mà đã kích đội tiêu diệt và đạo Phật. Rồi đến khi mà gặp cái tai nạn rồi mới là sáng con mắt ra thì mới bắt đầu có quay về Phật pháp, mới tin Phật pháp, mới thành tổ. Thì đến cái đời mà cuối qua đời ra đời thanh là Phật giáo tàu rất là kêu là xuống rất là thấp. Mình nghe cái người trong những cái nho giáo Việt, cái người nho gia Việt Nam mình cũng vậy, cũng tỏ ra khinh bỉ Phật pháp, giống như là ông Cao Báo Quát viết những câu đó là trong cái bài mà Tài Tử Đạt Cùng Phố, nói câu đó là bưng mắt trần toan đạp cửa phù đồ. Tức là ông toan đạp cửa mắt trần của ông, toan đạp cửa phù đồ tức là Phật Đà đó, tức là đạo Phật, tức là muốn phá đạo Phật. Những người nha nho ngông cuồng thì bởi vì tại sao vậy? Tại sao họ khinh bỉ Phật pháp? Là bởi vì họ thấy toàn cái thầy cúng dốt nát không chịu học hành chứ. Chỉ biết là đến cốc ken ken cầu siêu độ người này người kia để mà kiếm tiền. Rồi thành ra cái một cái nhân gian họ nhìn thấy Phật pháp họ thấy rất là lạc hậu, rất là nghĩa là thủ bại. Thành ra ngày thế lịch sử nói là không được, đạo Phật đã phải như vậy đó. Đâu phải là chỉ mà tiếng hồn độ vong đâu, đâu phải chỉ đi cầu siêu cầu an đâu. Tình bởi vậy thì ngày nay mới là không phải là chống đối pháp môn Tịnh Độ A Di Đà, mà đề xướng đến cái nhân gian Tịnh Độ, tức là nhân sinh Phật giáo hoặc là nhân gian Phật giáo. Tức là đạo Phật phải làm ngay lợi ích hiện đời, mục đích của Phật xuống cuộc đời này là đem cái sự an lạc ngay hiện đời cho chúng sinh, chứ không phải đợi sau khi chết mới đem an lạc. Thì có như vậy người ta thấy à, đạo Phật này nó cũng có ích cho cái cuộc đời, chứ đâu phải chỉ có cầu sinh tịnh độ đó. Cho nên nhiều người không hiểu, cái gì gặp ai cũng niệm Phật giáng sanh đi con, ví dụ những cái chuyện đó vô lý. Phụng thờ xưa thầy cũng nghĩ, thì bây giờ thầy phản đối lại cái sự mà tư tưởng kỳ cục như vậy. Sinh ra là phải đóng góp cho nhân sinh, là đem cái sự an lạc cho nhân loại trước phải đó, cứu vớt sự lòng tham, cải đổ sự tệ hại của chúng sinh trước đây. Chứ nếu mà chỉ cái người nào nấy được nó đóng cửa vô chạy lên núi gì đó thì cầu nam mô gì đó, nam mô gì đó, cầu an lạc cho riêng mình thì đó là sự ích kỷ, chứ không phải là Bồ Tát đâu. Nói miệng miệng thì nói chúng sinh vô biên thề miệng đổ, mà rốt cuộc rồi nếu mà mình chỉ lo mình thôi. Mà nói bây giờ tôi cảm giác là tôi nghĩ là cắt đứt tình cảm như thế gian, rồi tôi nghĩ nó yêu như tôi yêu chúng sinh gì đó. Yêu đâu, mình chúng sinh là ai? Mình có buồn tưởng đấy, mình từng buồn tưởng cái tình yêu chúng sinh của mình không? Mình nhỏ thiếu Bồ Đề Tâm làm sao mình giảng sanh được? Bởi vì trong công kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói rõ ràng là ba phẩm vãng sanh, từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm đều phải phát Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm là cái gì? Bồ Đề Tâm là từ xuất phát từ tình yêu với nhân loại đối với nhau chứ. Nếu không có tình yêu nhân loại làm sao có Bồ Đề Tâm được? Tình yêu nhân loại còn chưa có thì nói gì đến yêu có chất ba chúng sinh các loại khác. Thành ra mình phải hiểu được cái thực tế của sự tu tập, chứ không phải chỉ nghe lanh phanh rồi nghĩa là ỷ lại. Nếu mà giả sử chỉ mà nương và la lực không thì mình giống y như thần quyền, là những cái đạo ngoại đạo tin vào thần quyền. Đạo Phật không có cái chủ trương toàn tha lực. Thành ra Tịnh Độ Tông đôi khi nó đi hơi quá nào đến quá, khi mà quá chú trọng đến tha lực thì tự nhiên là nó biến thành cái cực đoan, biến thành cái
tại sao các ngài này, các ngài từ cái ngài Thái Lương cho đến ngài Ấn Thuận là cổ võ là phải trở lại nhìn cái thực tế xã hội, lo cái sự an sinh, cái sự an ninh, cái sự hạnh phúc cho nhân loại hiện mắt trước mắt mình trước khi mình nói chuyện cao hơn. Ví dụ như người ta đang bệnh, người ta đang đói vậy, ví dụ như bây giờ không, mình phải cứu cho người ta bớt bệnh bớt đói, chứ ta nói thôi vậy thôi niệm Phật giảng sanh luôn đi, ví dụ thì nó chỉ hơi tàn nhẫn. Nên đôi khi mình phải hiểu cái ý nghĩa chân thật của Phật pháp xuất hiện ở trên thế gian này để làm gì. Chứ hôm nay tình ý của mình muốn nghĩ sao mình mà nói gì, mình nói thôi, nó đôi khi nó hơi trở thành mình cảm nhận như là hơi thiếu tình cảm một chút. Rồi thì bởi vì cái tịnh độ tông của bên Tàu cũng như ở Việt Nam mình thì đi cực đoan thành đưa đến sự hỗn loạn của nhân của chúng sinh, thì thấy Phật pháp là chỉ nghe là cầu an cầu siêu, rồi khi nào chẳng cần biết đến Phật pháp, đôi khi còn cho là mê tín dị đoan. Nhưng mà đến chuyện cho có người chết thì kêu ông thầy tới tụng vài thời kinh, cả đời không làm được những cái gì cho Phật pháp, không có tu khâu nọ, mà khi chết thì muốn giảng sinh cực lạc. Đôi khi cái sự mà đôi khi cũng nên thực tế, đừng có quá viển vông như vậy. Không cái nào mà không có vụ nào mà một đời không làm gì hết mà đến chừng cuối cùng mà kêu thầy tới tụng dài đó, và nếu là họ giảng sanh thì nó vọng tưởng điên đảo, không thực tế, không thực tế, đi ngược nhân quả. Và đạo Phật cũng vậy, người nói thành ra đôi khi cái gì cũng nên nói cho nó có cái lý lẽ của nó một chút. Đạo Phật là cái đạo trọng lý trí, nói chuyện rất là có nhân quả. Mình đâu không phải là một loại mê tín gì đâu, thần quyền nó là giống như thượng đế, ông nó là muốn làm gì làm, không chấp bất chấp nhân quả. Nếu mà làm gì làm thì Đức Phật cũng tất cả cũng làm được vậy. Nếu mà làm được cứu tài cứu nạn mà có thể mà dùng cái thần lực của ngài thì tại sao mà khi vua Lưu Ly giết dòng họ Thất Nghèo là không đem thần lực ra để ngài cản, ngài phải tuân nhân quả vậy. Thì Đức Phật A Di Đà cũng phải vẫn tuân nhân quả thôi. Thì mình phải hiểu là Phật là đạo dựa trên nhân quả, nói nhân quả. Rồi thật ra Phật pháp dựa trên sự giải thoát lạc của Đức Thích Ca, tức là tất cả Phật pháp đều dựa trên cái mục tiêu cứu cánh của Đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni của mình là giải thoát lạc, tức là cứu cánh niết bàn. Đó là mục đích của người tu Phật pháp. Đại thừa hay tiểu thừa vẫn là đem là thấy niết bàn là lý tưởng tối cao. Còn những vấn đề mà vì từ bi mà độ chúng sinh tuy nhập niết bàn mà không phải nhập niết bàn, vô trụ niết bàn, đó là quan niệm đại thừa là do khai triển tinh tâm bi, nhưng mà vẫn lấy cái sự giải thoát niết bàn là cứu cánh. Chứ nó nếu mà nó tu đại thừa không cần niết bàn thì chỉ nó cũng là chuyện vô lý nữa. Từ cái sự mà giải thoát lạc của Đức Thích Ca khai phát thành hai tịnh độ phương Đông và phương Tây để có thể đồng thời hoằng dương hiện sinh lạc và hậu thế lạc, tức là ba cái lạc đi cùng lúc, tức là dùng cái an lạc cứu cánh giải thoát, nhưng mà đưa ra hai cái phương tiện kia để làm cái nhịp cầu nối đến cái sự an lạc giải thoát cứu cánh, chứ không phải là ba cái con đường đi đến ba mục đích khác nhau. Không phải vậy. Đi đường đông cũng về hồi nãy thầy nói rồi, cũng đi về sự an lạc giải thoát cứu cánh. Đi đường tây cũng đi về an lạc giải thoát cứu cánh, thì đó là cái là gì hành đạo. Còn đi con đường chính giữa là nam hành đạo, tức là tất cả công hạnh khổ hạ khó làm của Đức Bổn Sư mình, đó là cái chánh thường đạo, còn kia là phương tiện đạo. Pháp môn chú trọng hiện thế lạc, tức là pháp môn dược sư này nè,
trên thực tế thích ứng với căn tính của nhân loại hiện nay. Được chưa? Bởi như này, tại sao mà đáng lẽ Phật giáo Đại thừa này của mình nè là cái trên nguyên tắc, nó là lý tưởng nhất, nó là có cái mà đáng lẽ cái thanh niên trẻ sau này đáng là phải ham mê Phật pháp nhất, là bởi vì nó nói được cái sự mà lý tưởng, cái sự hy sinh, cái sự mà nghĩ đến người khác, cái sự bố thí, đó là cái niềm lý tưởng của người trẻ không là mà rốt cuộc tại sao không phát triển được? Tại vì quá phải chú trọng đến cái gì? Giảng sinh tịnh độ. Nam Mô A Di Đà là tất cả thành ra làm những cái khác, họ chỉ thấy được cái cầu cho chết thì làm sao ai mới ai mà dám vô đạo Phật được. Thành ra cái gì cũng vậy, cái người mà giảng pháp môn tịnh độ cũng phải giảng lại cái thích ứng với thời đại này để cho Phật và pháp được phát triển, chứ không phải cái mục đích đạo Phật không phải để chỉ để chú trọng đến các người già gần chết thì cầu mau chết, không phải. Mình phải nghĩ đến người trẻ, mình phải nghĩ đến những cái căn cơ khác nữa để cho Phật pháp được trường tồn lâu dài và thích ứng với xã hội Tây phương. Xã hội Tây phương là xã hội hoạt ác, hoạt động và thích phục vụ, đó là cái mục đích, cái mục đích thật sự, mục đích của Phật giáo này thường là phục vụ chúng sinh, hy sinh mình cho người khác. Hiện giờ không dễ biết bao nhiêu người nên gọi là first responder, những người mà tiên phong, họ làm thì họ chẳng sẵn hy sinh thân mệnh, họ biết là họ có thể chết nhưng mà họ vẫn tiếp tục hy sinh thân mạng họ để cứu người khác, mà họ đâu có nói gì Bồ Tát gì đâu mà họ còn làm được, trong khi mình đạo Phật, mình nói Bồ Tát mà mình cứ cầu, mình cầu cái gì làm sao đạo Phật mình thực hiện được những cái gì cho nó thực tế cho xã hội nhân sinh, chứ nó có cố gắng chỉ cầu nguyện không được. Thì nào nãy nói là tu pháp môn dược sư này không phải chỉ cầu nguyện không, mà còn phải làm những điều mà ngài dược sư làm. Thành ra quý vị phải làm sao tham dự tích cực vào những cái công tác nhân sinh. Các thầy bởi vì cái phạm vi của thanh văn thừa, thành ra không thích ứng và xông vào xã hội để làm những công tác thực sự, thành ra mới cổ võ, mới giảng những ý tưởng đại thừa này cho quý vị nghe để quý vị phấn chấn lên, để quý vị làm nở mặt nở mà chỉ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà. Chứ không có nói là Nam Mô Di Đà Phật để cầu đi cho khác, không phải. Quý bỏ đây cho những người đau khổ lại để cho ai đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay là buổi giảng đầu tiên, ngày đặc biệt, ngày 30 tháng 4. Kỷ niệm một sự cáo chung nếu như năm cùng mà mình cho năm sự cao một cái dương lịch 30 tháng 4, mình lại buông, nhưng mà đồng thời là lại trùng hợp đặc biệt năm nay lại là 8 tháng 4 âm lịch, là ngày đáng sinh của Đức Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, lại là một ngày vui, thành ra buồn vui lẫn lộn. Thành ra nguyện đem công đức này hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, cho Phật pháp đại thừa được trường tồn, và các vị nghe tin thấu hiểu được cái tinh thần Bồ Tát đạo phát cái tâm Bồ Đề Tông, dũng mãnh tinh tiến phục vụ chúng sinh, nguyện cho cái Phật pháp đại thừa cổ trụ thế gian, chúng sinh được an.